Hello, xin chào anh em đã quay trở lại với channel của Nancy ngày hôm nay. Thì hôm nay Nancy xin giới thiệu với anh em một cái video về khẩu Super V Silver Dragon. Rất nhiều anh em mong muốn rằng Nancy sẽ làm khẩu Super V này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng so sánh xem khẩu Super V Silver với khẩu Super V thường nó khác nhau ở đặc điểm nào. Thì đây, để Nancy tìm cái khẩu Super V này. Hiện tại thì Nancy thấy rằng khẩu Super V Silver này, hình thức của nó thì rất là đẹp và bắt mắt. Chỉ số thì nó không khác nhau nhiều, ngoài cái việc thay đạn cùng với cơ tính cơ động của nó. Thì mình thấy rằng với cái việc mà nó thay đạn nhanh hơn đã là một cái ưu điểm rất là lớn rồi. Thì không nói nhiều nữa, chúng ta sẽ vào với trận đấu đầu tiên ở đây. Map đấu đầu tiên là map đấu gì gì đó. Ở đây Nancy ở bên phía bên Liên Minh, còn các thành viên phiến quân họ cũng đã vào đủ rồi. Với khẩu Super V Silver này thì Nancy thấy rằng khá là đẹp. Ở đây có hai mạng dành cho Nancy rồi. Nó là một khẩu súng mà mang hình thức màu bạc, màu băng, lấp lánh ánh vàng. Nancy lém hai quả bom lên, có người nhận rồi, có người nhận. Giờ đây thì sao, thì em phải ra húp hàng thôi. Không thể nào mà khinh thường các thành viên của bên phiến quân liền. Một quả bom nữa, có ngay một mạng, đó là còi. Còi đã phải nằm xuống với khẩu, với một quả bom M39 của em. Nancy lao vào giữa đây, có luôn một táo dành cho em rồi. Có mạng thứ hai không, đứng im luôn. Có luôn mạng thứ hai, đó là táo báo thù dành cho em. 11-7 là tỷ số hiện tại. Có vẻ như các thành viên của phiến quân họ đang co cụm lại ở trong khu vực nhà của mình. Trong khi đó ở đây, em tạt cánh đánh đầu sang phía bên cánh phải thì không thấy ai cả. Có luôn một con hàng nhưng đã bị KS mất. Các thành viên của bên phiến quân họ thay nhau hồi sinh ra, vẫn chưa phát hiện em ở đây. Em móc lộp rồi, em lại móc. Lần này thì em móc không thành công, khi mà coi với khẩu Dragon Viking đã có cho mình một mạng của Nancy. Đúc là có, đạn nhà em là thừa con mẹ nó luôn. Bom được lém vào, có mạng không? Có mạng của coi luôn rồi. Tiếp theo là một quả bom nữa. Em thay đạn ở đây, chờ đối phương ra. Có đối phương ra, đục tiếp theo đó là mạng thứ hai của em. Úi dồi, thịt mẹ mén coi lại hồi sinh ngay ra ở đây. Coi đã phát hiện ra em rồi. Ngay lập tức thì em đã trả một cái giá rất đắt, nhưng em đã nhìn thấy coi. Vì lượng hồi sinh của em rất là nhiều luôn. Kim cương phải tính thành biển, sục sôi lên. Em lao vào, có thêm một mạng nữa. Tỷ số bây giờ 25-13 rồi. Cách biệt là rất lớn. Khi các thành viên của phiến quân đéo có kim cương mà hồi sinh, trong khi đó chỉ cần mình em hồi sinh bằng kim cương thôi là đã có được rất nhiều mạng ở đây. Vẫn ở phía bên cánh phải này, không có ai ra thủ cả. Các thành viên phiến quân họ đang co cụm lại ở phía khu vực bên kia. Có một mạng nhưng đã phải nằm xuống ngay với Tam DZ với khẩu lục Knight M39. Trong khi đó táo là có. Tiếp theo vỉa má đánh đầu, em có luôn mạng thứ hai. 32-16, địt mẹ mày gấp đôi mạng này thì các thành viên của phiến quân làm sao mà thở được. Trong khi đó các thành viên của liên minh thì họ đang tràn sang nhà của đối phương. Có rất nhiều táo và những con hàng đang nằm ở trong chờ em đục. Đục một mạng nhưng em đã phải nằm xuống luôn rồi. Các thành viên của liên minh họ đang thừa thắng xông lên. Chưa có mạng nào ở đây nhưng có một kill dành cho em. Bít kín ở phía bên khu vực cánh phải này. Phiến quân họ dường như không còn sức chống trả ở đây nữa. Em nhảy ra nhảy vào, có thêm mạng thứ ba nữa dành cho em rồi. Lục được rút trong quân rút ra, liệu có thêm mạng nào không? Ngồi đây thay đạn cái đã. Các thành viên của liên minh họ đang khá là sung sướng khi mà chúng ta đã có được hầu hết những cái điểm số ở trong trận đấu này. Phiến quân họ không thể thở được nữa rồi. Em móc như thế thì làm sao mà thở được đây? Móc đến tụt hết cả quần cả lỗ ra thế này thì làm sao mà sống được với một táo nữa. Anh này anh vẫn đang ngắm ạ. Mạng thứ 6 dành cho em rồi. 48-23. Tỷ số là quá là cách biệt rồi. Các thành viên của phiến quân họ đã chịu đầu hàng trong cái ván đấu này. Với khẩu Super V M39 bạc này thì rõ ràng nó là một cái gì đấy khá là đẹp. Cộng thêm cái việc là nó thay đạn nhanh thì Nancy nghĩ rằng nó đang hơn hẳn với khẩu Super V thường. Mặc dù là chỉ hơn nhau ít về chỉ số thôi, nhưng cái việc hơn nhau một ít đó, nó cũng là một cái điểm gì đấy khá là hoàn hảo dành cho khẩu súng Super V. Mà nói chung là qua rất nhiều trận đấu, Nancy thấy rằng
anh em đang sử dụng khẩu súng PV này khá là nhiều nha anh em. Hầu hết là táo thiếc nó ảo dã man luôn anh em ạ. Ui, sờ đến giây thứ 37, 38 rồi mà chưa có trận đấu nào cả. À đây rồi, đôi giày, chúng ta đã có ngay một trận đấu tiếp theo ở map đấu nhiều tuyết. Trên tay em vẫn là đang là bộ đôi khẩu súng Super V và đua DE. Đua DE này lên M39 đẹp dã man nha anh em nhở. Thế luôn, em đang lao lên khu vực phía trung tâm, chưa thấy đối phương nào cả. Em ngoành sang trái tìm người, không thấy ai. Vẫn đang giòn rén đi trên con đường phía trước phủ đầy tuyết, vẫn đeo thấy thằng nào. À đây rồi, bò lạc. Có một con bò lạc ở đây, một táo dành cho em. Thằng kia đến sau thì chỉ có húp cứt thôi. Ở đây em có lẽ là đã bị đối phương phát hiện, lao ra. Đó là một khẩu súng ngắm, đó là bố đây. Bố đây thì có mẹ đây. Tiếp theo là một mạng nữa dành cho em, dành cho Chat. Chat đã phải nằm xuống rồi. Ở đây thì Chat ngay lập tức ra báo thù. Được rồi. Ít mà mày di chuyển nhanh, nó là một cái gì đó rất là ảo ở đây. Em lao ra phía khu vực này, có một táo là dành cho ai, đó là Đức. Bố đây vượt với trả thù cho Đức xong. Lần này thì em lao lên khu vực này, đó là khu vực trung tâm mít. Ui, bom thì chưa kịp lém xong thì ít mẹ mày tự thủ dâm tinh thần, ăn ngay qua bom của chính mình. Sắp thì lay thì làm sao mà đỡ được. Một táo dành cho em, nhưng Chat ở kia vừa cho em biết thế nào là mùi mẫn của những người đồng đội ở phía bên phiến quân. Lao lên, bom được lém ra rất nhiều, em cũng phải thả một vài quả rắm ở đó. Có người nhận rồi, có người nhận rồi. Ở đây tiếp theo lao ra nhưng chưa thấy đối phương đâu cả. Có lẽ là các thành viên của phiến quân họ biết rằng ở phía khu vực trung tâm này khó để mà có thể ăn nổi, nên là họ đã tạt cánh đánh đầu sang phía bên ngách ở đằng sau. Toàn bộ các thành viên của phiến quân họ đang vẫn còn nguyên. Trong khi đó thì sao, các thành viên của liên minh họ đang chịu trận ở đây. Ở đây em có mạng không? Có một táo dành cho em, đó là A Đức. A Đức vừa phải nằm xuống với một cái chết tức tưởi ở đây. Em thay đạn, tiếp theo là có mạng thứ ba của Quy Dũng 179, chính là em Hip. Vừa mới tiễn anh về với ông bà Vải đây. A Đức vừa chào, hello bạn. Ok, chào tất cả anh em đang ở trong trận đấu này, và chào anh em bên phiến quân và liên minh. Lensi đang tiếp tục làm những cái video để giúp cho anh em có những giây phút giải trí trong buổi tối ngày hôm nay. Thì đây, một mạng thứ tư dành cho em rồi. Em quanh quẩn ở đây với rất nhiều những mạng được ghi nhận. Thì trong khi đó, các thành viên của bên phiến quân họ cũng đang ra sức để cứu vãn lại trận đấu này. Tiếp theo, một bạt táo báo thù thành công dành cho Đức. À, Đức tiếp tục phải lặn xuống. Bom được lém ra, may mà em lé được, chỉ còn 98 máu thôi. 18-16, phiến quân lần đầu tiên vươn lên dẫn trước ở đây. Em thấy rồi, đó là ai? Đó là Quy Dũng 179. Anh ý vừa mới giết được một thành viên của phía bên em, nhưng ngay lập tức thì em đã giúp cho anh ý về với ông bà Vải sớm hơn so với dự kiến. A Đức đang tỏa sáng rất là rực rỡ ở đây. Còn NC tiến vào nhà khách nhưng có tiếp một mạng của Quy Đê Dũng 179, nhưng em chỉ còn có 19 máu thôi. Ngay lập tức thì một quả bom cực kỳ thối đã lém ra. Chất vừa mới phải té khỏi trận đấu này vì cảm thấy là hành này là không hề thơm tí nào cả. 23-20 nhưng bỏ đi trong trận đấu giữa chừng này, nó là một cái gì đấy rất sai lầm khi mà trận đấu nó gay cấn như thế này đây. 21-24 rồi, các thành viên của phiến quân họ đang dần dần lấy lại lợi thế. Con em ở đây đó là Hảo Sino. Hảo Sino ở phía bên ngách thì có vẻ các thành viên của phiến quân họ đang làm rất tốt những gì mà đồng đội giao cho. Đó là những gì mà phiến quân cần phải phát huy. Các thành viên của bên liên minh họ đang lao lên rất nhiều nhưng chưa có được hiệu quả cao. 23-28 rồi. Ở đây em có một kill của bố đây. Bố đây thì mẹ đây. Tiếp theo là LD18, nhưng Dũng ngay sau đó cũng đã có luôn một mạng của em rồi. 25-30, cách biệt bây giờ nó là 5 mạng. Làm thế nào để quay trở lại trận đấu này đây? Các em lao lên tìm kiếm nhưng chưa thấy ai cả. Mẹ, các anh lẩn ở đâu mà nhanh thế nhở? Ở đây, đây rồi, đôi giày có luôn một kill dành cho em, đó là LD18. Anh em cứ lên hết khu vực giữa này đi, để em cân cho. Cứ đi sang ngách làm gì để em lại phải đi tìm các anh, mệt mỏi vô cùng. Ui, đi quay lại, chỉ còn có 12 máu.
và sau đó nằm luôn xuống. Đó là Quy Dũng 179 hào silo đang tỏa sáng rực rỡ. Vì khu vực ngách này lao ra có luôn đôi mạng táo dành cho em, ba mạng táo dành cho em. Ui thề luôn, đi em đi một vòng em kiểm soát tình hình ngay tại chỗ, lấp lùm ở đây để triệt phá đường dây mại dâm. Khu vực ngách này bốn táo luôn dành cho em, đéo thể nào mà tin được. Liệu có táo thứ năm không? Đi mẹ mày đâu rồi? Ui đâu rồi? Đây rồi, có luôn mạng thứ năm báo thù dành cho em. Các thành viên của phiên quân họ đang mất đi dần lợi thế khi mà em ra khu vực ngách này. Tỷ số bây giờ 36-37 rồi. Em cần phải trấn an đồng đội bằng cách là lao ra ngách và tách được đối phương ra khỏi khu vực này. Lao lên, lém bom. Ui đi mẹ em còn 13 máu, đó là một khẩu ngắm. Liệu có quả bom không? Đéo có quả bom nào khi mà bố đây rút lục trong quần ra phang em. Tới tấp rồi, 40-38, cách biệt hai mạng. Liệu rằng em có vượt được qua vài cơn sóng cồn này không? Ui, lại còn 13 máu. Toàn thế nhở. Tiếp tục là bố đây. Thì mẹ mà chết rồi, bố đây và em ác quá. Nên là giờ này em phải tìm chỗ khác rồi anh em ạ. Tìm chỗ khác ngay. Đéo thể nào mà đi cái đường đấy được khi mà đéo biết thằng bố đây nó đang ở đâu. 43-40 rồi. Em đây, đó là LD18. Đành phải qua khu vực này móc lốp lên. Đấy, thì vẫn còn hồi sinh. Nào anh ra đây, đó là ai? Đó là Quy Dũng 179. Giờ đây thì sao? Tiếp tục một táo nữa dành cho bố đây. Giờ đây em vả luôn thằng bố rồi. Còn thằng con, thằng em nó đâu? Mang hết ra đây, 45-43. Khu vực này là khu vực cực kỳ yêu thích của em, khi mà đối phương đéo bao giờ biết em ở đây luôn. Đó là bố Lucy, Quy Dũng vừa ăn miếng trả miếng nhau. 46-44 rồi. Tình huống này là tình huống rất là hiểm nghèo. Có mạng thứ tư dành cho em rồi. 47-44 rồi. Liệu còn mạng nào nữa dành cho em không? Cách biệt bây giờ nó là ba mạng, cũng khá là ok rồi. Phiến quân họ lao dạo. Đi cầm đây, đây 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 anh ơi, bình tĩnh thôi anh ơi. Thôi đi mẹ mày, em bị hấp diêm tập thể ở khu vực này. 49-46. Vậy là chiến thắng cũng dành cho em cùng các đồng đội. Cảm ơn anh em đã luôn quan tâm và theo dõi video này. Rất mong anh em hãy ủng hộ Nancy nhiều hơn trong thời gian tới. Ngày mai sẽ là ngày cái video vlog mà Nancy đi du lịch quay lại cho dành cho anh em. Cảm ơn anh em nhiều nhá.